nay có bà nào mà mê cái món bánh canh giò heo. Hôm nào mà làm biếng nấu cơm là tôi sẽ nấu một nồi bánh canh như thế này, ăn từ sáng tới chiều luôn. Nấu tại nhà vừa ngon, đơn giản mà lại chất lượng nữa. Nguyên liệu nấu thì cũng đơn giản lắm nè mấy bà. Ở đây tôi có mua giò heo thêm mấy cái nấm rơm để nấu cho ngọt, nước bắp cải đỏ, hành tây và củ hành để nấu, nước dùng thêm mấy cọng hành ngò nữa. Cho giò heo vào nước sôi chần sơ tầm 4 đến 5 phút để giò được sạch và khử bớt mùi hôi. Xong rồi thì bà vớt ra ngoài, mình sẽ cắt bắp cải đỏ và củ hành để cho vào nấu nước dùng sơ sơ như đây thôi. Thì cái nồi nước dùng của mình đã ngon lắm rồi á. Cái nồi nước dùng mình là tầm khoảng 2 lít. Lần lượt mình sẽ cho xương heo, bắp, củ hành và rễ ngò vào nấu, và mình sẽ đun tầm khoảng 1 tiếng nha. Mình sẽ cho cà rốt vào sau vì cho vào trước, cà rốt bị rụt thì ăn sẽ hỏng có ngon. Để cái nồi nước dùng của mình được ngon và trong veo, mấy bà chịu khó vớt bỏ thường xuyên, không nảy nắp và đun với lửa nhỏ. Đun được tầm 30 phút mình sẽ cho cà rốt vào, sẽ xào sơ nấm rơm cùng với một ít hành tím để cho thơm hơn. Đun được tầm 50 phút mình sẽ vớt hành tây và rễ ngò ra, cho nấm rơm đã xào vào và đun thêm 10 phút nữa. Mà thì nêm nếm gia vị cho nó. Ở đây mình chỉ nêm đơn giản muối, hạt nêm và đường, có dĩa bà canh chỉnh lại cho phù hợp với khẩu vị nha. Đến đây thì cho ra tô và ăn được rồi nè mấy bà. Cái nồi nước dùng thì trong veo và thơm phức cả. Nước dùng được ninh ngọt thanh từ rau củ xương và nấm. Mình thấy nấu đơn giản như thế này tại nhà rất là ngon và vừa ăn luôn. Cái nồi bánh canh này tôi mua nguyên liệu rồi nấu nữa là chưa tới 100 xu nữa nè mấy bà. Rồi đây mấy bà coi nè, cái tô bánh canh giò heo nóng hổi và chất lượng lắm, chấm cùng với chén nước mắm ớt thiệt là cay nữa, trời ơi ta nói nó ngon. Mấy bà nhớ lưu lại để hôm nào làm thử nha.